cái lúc này nó bị liền rồi, cái đoạn ngồi nó bị liền rồi. Cái lúc mà nó bị cứng quá. Đây là nhà bóng nó bị cứng cộng nhiều. Vô cái coi. Cái đó là bắt cái cứng không? Đúng rồi, bắt cái cứng. Đây là cùng cứng cứng này. Tôi cần thuyết minh không? Không giờ thì ba coi xe mê đó hồi họ chạy lúc cát như vậy. Ủa cái tải trên đó hả? Hết pin mà chạy bắn dữ rồi. Đâu, người ta có cái cặn chặn lại mà, bậy rồi.